Hello, xin chào các anh chị và các bạn. Ngày hôm nay mình vô rừng mình hái nấm á. Thì cái nấm á, mà trong rừng á, nó rất là nhiều loại nấm khác nhau. Mà nếu như mình không phân biệt và mình không biết chắc được cái nấm nào có thể ăn được á, thì mình không nên hái. Nấm nè các chị, nấm nè. Mà cái nấm này là không ăn được ha chị ha. Đây có món có nấm này màu tím ấy nè. Đây là màu tím nè. Gì? Đó. Nấm nó có nấm màu tím luôn, không biết màu là loại nấm gì luôn. Đây nấm màu vàng nè. Đó, nấm màu vàng. Đây nấm màu tím, tím hồng. Wow. Nấm nè các anh chị. Đây, đây, đây có cái loại nấm này đây nè. Nhưng mà nấm này chắc chắn là nấm độc rồi. Đây cái nấm đỏ đỏ nè. Là nó là nấm độc á. Đây có con suối nè, đậy trong rừng. Này đây cũng là nấm độc nè các anh chị. Thì những cái cây này khi mà lá nó rụng xuống thì nó sẽ có những cái loại nấm, người ta gọi là nấm màu vàng, người ta gọi là nấm bên này gọi là nấm Cataren. Thì cái nấm này nó rất là mắc tiền, bán ở trong siêu thị á. Thì mình không biết là cái giá nó bao nhiêu, nhưng mà nó khá là mắc. Như là nó khoảng cả trăm kruno á. Thì cái khu rừng này á, nó cách thành phố khoảng 3-4 km gì đó. Nấm là đỏ vậy là nấm độc nè, đó nấm độc nè. Đó là cái gì? Mấy cái loại nấm Cataren á, nó nằm ở dưới lá, khó phát hiện lắm. Ô đây nè, đây nó nè, nó nè. Wow. Nó nè các anh chị. Đó, nấm Cataren. Đó nó nè. Nó nằm ở dưới vậy nè. Mình thấy nhìn kỹ mới thấy được. Thấy không? Đây nè. Đây nè các chị. Wow. Đây nè các chị ơi, nó nè. Nấm nè. Nấm vàng nè các chị, nấm này nè. Đó, nấm nè. Cái loại nấm này nè. Thấy nha. Đó. Loại nấm này á gọi là nấm Cataren. Nó rất là mắc và thường là nó sẽ mọc ở trong những bụi cây như thế này. Bữa nay mình khá là may mắn mình tìm được cái loại nấm này. Bây giờ mình hái thôi. Đây quá trời nấm luôn anh chị. Nấm nè. Mà cái nấm này mình không biết nó là nấm gì. Đó. Nấm nè. Tốt nhất là không nên hái. Lỡ mà nó có độc tiêu. Nấm nè. Quá trời luôn nè. Mình không biết là nấm gì. Còn cái nấm này thì nhìn giống như nấm đùi gà vậy đó. Mà không biết phải không nữa. Tại mình thấy trên mạng thôi, nhưng mà mình chưa có hái bao giờ, không biết. Thôi tốt nhất khỏi hái đi.
kiếm nấm bằng vàng hái. Nấm là cái gì? Wow. Nó dùng đi quá trời luôn, giờ mới thấy nó nữa nè. Anh chị, nấm to luôn. Nấm nè anh chị, đây nè, rất là khó nhìn nha. Cái loại nấm Cataren này rất là khó nhìn, nhìn nên tưởng giống như lá nhưng mà thực ra nó là nấm anh chị, đây nè. Nở lên nè. Loại nấm này ăn rất là ngon nha. Và dân Thụy Điển thường vào cái đầu mùa thu như thế này nè là họ sẽ vào rừng họ hái nấm, nhưng mà thường á là những cái nơi mà nó có nấm như thế này là người ta ít khi nào mà người ta chỉ với nhau lắm, người ta sẽ giữ bí mật, nó cứ tới mùa là người ta tới đó người ta hái thôi. Đây nè, nấm mà nấm tên là nấm Cataren. Thì cái loại nấm này á là nãy mình mới kiểm tra trên mạng á, giá của siêu thị nó bán á, một ký là tới 215 kruno, thì tính ra tiền Việt Nam mình á, nó khoảng bao nhiêu ta, nhân cho 28 khoảng 400 500 500, từ 500 đến 700 ngàn đồng ký. Đó, nấm nè Cataren. Đó. Nè các chị. Wow. Đây nè các chị, đây nè, nhìn nè. Nó nằm dưới lá nha, nằm dưới lá. Mình tưởng là lá nhưng mà mình bới ra nè. Wow. Trời ơi. Cái nấm này rất là khó. Khó phát hiện. Khi mình đã biết khu rừng này rồi á là cứ năm sau là tới mùa là mình cứ tới đây mình hái thôi. Là nó sẽ có. Đó. Nấm nè các chị. Wow. Tuyệt vời luôn. Bây giờ mình sẽ di chuyển ra một khu rừng khác cách thành phố Bonnet khoảng 20 đến 25 km. Thì ở trong khu rừng này là một khu rừng già và nó cũng có rất là nhiều loại nấm khác nhau, trong đó có nấm Cataren mà mình sẽ tìm kiếm và mình hái. Đây là cái khu rừng rộng nha. Thì nó cũng có nhiều loại nấm khác nhau nè, đây cũng là nấm nè. Mà mình sẽ đi qua bên đây và mình hái nấm, tìm cái nấm Cataren. Thì nghe nói là khu rừng này nó cũng có gấu, mà thường hay gặp gấu. Mình không biết là hôm nay có gặp gấu không, nhưng mà mình hy vọng là không gặp nó và mình sẽ hái nấm. Ở đây nấm các chị, nấm nè. Nấm nè các anh chị. Nhưng mà cái nấm này mình không biết nó là nấm gì. Tốt nhất bỏ qua. Đây là cái khu rừng mà khu rừng già. Ở cũng khá là xa. Thành phố. Nó cách thành phố khoảng 20-30 km gì đó. Mình hy vọng là trong cái khu rừng này là sẽ có nhiều nấm Cataren để mình hái. Tại vì những cái loại nấm khác mình không có rành. Thì tốt nhất là mình không nên hái. Đây nấm nè các anh chị. Đây nấm, một cái loại nấm Cataren khác gọi là Crab Cantarell. Rite. Ok. So. Mankan eta medden ha swam. Đây là ít. Này mình đi hơi xa, này mình đi với bạn ở khu rừng này. Đây nấm nè các chị, nấm nè. Cái thân nó màu vàng ha, sau này nó cũng vàng nè.
đó, và nó cái tán nó như thế này. Ừ, cũng khá là ngon. Đây nè, nãy giờ mình hái được chưa đây nè. Rất là nhiều loại nấm khác nhau trong khu rừng này anh chị, nhưng mà mình phải phân biệt được, mình phải biết được chính xác nó là cái loại nấm nào thì mới dám hái. Đó nè các chị, nấm nè, đây nè, hai cái cụm luôn. Đó, nhiều không các chị? Hai nấm trong rừng nha chị, gặp một cái con suối rất là lớn ở đây nè, suối nè lớn hay lớn luôn. Nấm nè các chị, không biết nấm gì luôn mà to rồi, to luôn, đúng không? Bự ơi bự luôn, mọi nấm gì ta? Đây nó có cái một loại nấm, nấm rất là lạ, nấm màu bạc, màu bạc nha, không phải là màu trắng nữa, lạ quá ta. Đây nữa là cái gì, nấm màu bạc nha, đó. Nấm màu bạc nè, nấm màu đồng nè, nấm màu bạc nha anh chị, quá trời luôn. Đây nè, nấm màu bạc nha, không phải màu trắng. Rồi nấm nè các anh chị, quá trời nấm luôn nè. Mà nấm này mình cũng không biết nấm gì luôn. Một quá giờ luôn. Wow. Ôi nấm nè các anh chị, nấm to. Wow, to khủng khiếp luôn. To bằng bàn tay luôn nè. To. My God. Nấm này á, không biết nấm gì. Nhưng mà to quá. Nấm nè chị, nhưng mà cái này là nấm nấm độc không nha, nấm đỏ đỏ vàng vàng mà nó có chấm chấm này nè, đó. Trời ơi, nấm độc không? Đây nè, ôi, màu sắc sặc sỡ đẹp luôn, mà ăn vô là chắc là đớt rồi, chết rồi. Nấm, ui, nấm nè cái gì? Wow. Nấm Cataren. Wow, to quá ta. Ôi. Wow. Đã luôn. Wow. Hai cái nấm to luôn. Đây cũng nấm quá trời nè. Nhưng mà nấm này không phải là nấm Cataren ha. Nấm này không biết là nấm gì. Đó. Nấm Cataren nè, nó màu vàng như thế này. Phát hiện ngay chỗ này nó có một cái nấm Cataren vàng nè. Đó, thôi khó phát hiện ghê. Cái loại này nó mất tiền mà nó khó lắm. Đó nè. Đây nữa nè chị, nấm nữa nè. Đó. Wow. Nấm. Nấm màu vàng hơi ít. Mình hái ở khu rừng kia thì nấm màu vàng tương đối nhiều. Cataren vàng.